một cái phần xúc xích ngọt không, mà bao gồm có trứng nè và xúc xích để ở trong, và có bánh mì tươi luôn mọi người. Xin chào cả nhà, hiện tại thì mình đang có mặt tại số nhà 49 Phạm Đình Hổ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Và ngày hôm nay thì mình sẽ ghé vào một cái quán ăn nho nhỏ của một người bạn của mình. Đó là quán của anh Toàn. Anh Toàn thì là một người bạn mà đã từng, hai anh em đã từng đi sang Triều Tiên rồi. Và ngày hôm nay thì mình ghé vào ủng hộ anh. Và cũng dự kiến thì sắp tới thì mình sẽ đi sang Bhutan, cho nên là mình vừa trò chuyện anh và muốn hỏi thêm một vài thông tin về cái chuyến đi Bhutan sắp tới của mình nha. Bữa nay là ngày thứ mấy anh bán quán rồi anh? Ngày bắt đầu sau 8 tháng 3, sau 8 tháng 3 đã bắt đầu bỏ quán ra bán rồi. Chia sẻ với Lê Nguyễn là anh Toàn là đợt trước là em đi sang Triều Tiên thì anh Toàn là người hướng dẫn. Tao thấy anh là như anh vừa có giới thiệu, anh dẫn cho các bạn rằng đấy, anh Toàn là hướng dẫn viên du lịch và thu nhập của tháng mấy triệu, sao lại bây giờ ngày đây bán bánh? Anh Toàn chia sẻ giúp mọi người hiểu đó Toàn. Nói chung là hiện tại là du lịch nước ngoài đó là coi như là bị kiệt quệ rồi. Rất nhiều nước hiện tại là vẫn có chưa có tiếp nhận du khách, cũng như là người Việt Nam mình cũng chưa có dám đi du lịch. Thì đối với một hướng dẫn viên du lịch hiện tại thì coi như là tạm thời bị ngưng cái công việc đó, thì cũng có một số vốn nhỏ nhỏ tích lũy trong thời gian đi làm, thì bây giờ mình mở ra một cái quán nhỏ để duy trì cuộc sống, chứ không thôi là cứ ở nhà mình cũng không biết làm gì đó. Thì đó là cũng là tình trạng chung của rất nhiều những hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Nhưng mà nội địa thì hiện tại thì vẫn hoạt động bình thường. Việt Nam mình là đất nước, một trong những đất nước là có cái Covid là hiện tại là coi như gần bằng không và rất là an toàn. Và Toàn nghĩ sau cái mùa dịch này cũng sẽ có rất nhiều những cái người trên thế giới cũng sẽ đến với Việt Nam mình để tham quan đất nước Việt Nam mình. Anh ơi, anh mở cái quán này chính xác là bao nhiêu tháng rồi? Bắt đầu ngày từ 8 tháng 3. Mùng 8 tháng 3 một ngày đẹp. Và lương tháng ngày trước đi làm du lịch đi khắp các nước trên thế giới mà tiêu tiền đô. Rồi bây giờ về thu tiền lẻ quen tay thưa anh? Không quen cũng phải quen thôi. Em thấy cái menu của anh á, hầu như là các món ăn của người Đài Loan và Hồng Kông đúng không anh? Đúng rồi. Như cái há cảo này nè. Há cảo. Em thắc mắc một xíu nha, cái món há cảo khác với sủi cảo như thế nào ta? Há cảo thì chắc nó, tại vì chữ há là trong võng là có là tôm trong võng, còn sủi cảo là có thịt và tôm, hoặc là thịt không. Nó phân biệt hai loại như vậy. Ngày hôm nay thì anh Toàn sẽ mời tụi mình cái món xúc xích ngọt không? Đúng rồi, tại vì cũng là một trong những người đi rất nhiều nước rồi, thì mình đặc biệt là rất là tâm đắc, tại vì du khách khi mà đi du lịch nước ngoài là rất là thích ăn uống, trải nghiệm những ẩm thực nước ngoài. Thì mình đã đi được rất nhiều nước trên thế giới, thì trong đó là có nước Đài Loan là một trong những nước mà có rất nhiều chợ đêm và rất nhiều những món ngon. Thì hôm nay là mình đem những cái sản phẩm đó về làm và pha trộn với ẩm thực của Việt Nam mình vào, tạo ra một món là xúc xích ngộ không. Thì xúc xích ngộ không này nó có nghĩa là xúc xích của tôm ngộ không. Nó còn có một cái đặc biệt nữa, đó là cái sản phẩm này khi này ra nó sẽ rất là đặc biệt ha. Thì hôm nay sẽ làm cho mọi người coi thử coi cái xúc xích này sẽ ra như thế nào. Trước tiên thì sẽ cho máy nó nóng trước. Em đã từng đi Đài Loan rồi, em thích một cái món nữa đó là đậu hũ thúi. Đậu hũ thúi. Nhưng sao mà anh không làm cái món đó ở đây luôn? Đậu hũ thúi hả, thì sợ người ta chạy trốn hết. Tại vì nó rất là thúi, nhưng mà nó rất là ngon ha. Đậu hũ thúi ăn ai ăn lần đầu tiên khó ăn lắm. Đúng rồi. Ăn lần thứ hai sẽ cảm giác nghiện. Đúng rồi, nó sẽ rất lớn, như là có 1-2 tiệm bán nhưng mà bây giờ cũng dẹp luôn rồi. Đúng rồi, tại vì nó không có thích hợp. Đây là trứng, là lòng đỏ trứng gà rồi. Đúng rồi. Mình đánh nó tan ra. Và bây giờ thì anh Toàn sẽ để vào bên trong máy. Ủa, chỉ có trứng gà thôi đúng không anh? Đúng rồi, trứng gà với là xúc xích. Là xúc xích rất nhiều những bạn trẻ, bạn nhỏ đều rất là thích ăn. Nhưng mà là nó một cái cách nấu nó rất là đặc biệt. Thay vì ở Toàn cũng đã đi rất là nhiều chỗ ở Việt Nam mình á, khu Trượng Đạo thấy người ta cũng làm bánh xúc xích với trứng, nhưng mà người ta làm thủ công. Còn đối với máy này á, nó sẽ tự động luôn và nó rất là đặc biệt ha. Em ơi lấy cái xúc xích cho anh coi. Nhưng mà em tò mò một điều, tức là anh thì chuyên môn là hướng dẫn viên du lịch, vậy thì cái ẩm thực thì phong phú rồi, nhưng mà vấn đề nấu ăn nó là cả một vấn đề. Nấu ăn là còn vấn đề, tại vì hồi xưa đã có một thời gian là 1 năm rưỡi sống ở Macau, đi làm ở Macau, cho nên là cũng là biết tự nấu ăn, cũng là rất là mày mò về món ăn uống, cho nên cũng rất là thích nấu ăn. Còn có một món nữa mà Việt Nam chưa có nữa mà ở những nước như Hồng Kông nó có, đó là cánh gà coca. Cánh gà coca, cánh gà coca ngon lắm, ngon lắm. Anh Toàn thì rất là giỏi ngoại ngữ, giỏi tiếng Hoa phổ thông nè, rồi tiếng Anh, rồi tiếng gì nữa, tiếng Nhật có không anh? Tiếng Nhật chung bình thường đó. Rồi tiếng đó nữa anh? Tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Trung. Tiếng Trung thì có 3 thứ tiếng, Quảng Châu, tiếng phổ thông với lại tiếng Tiều Châu. Em thì dự kiến hồi đợt đầu tháng 3 thì em lên cái hạt đi Bhutan rồi, nhưng mà tới gần ngày bay thì bị dịch cho nên là hủy toàn bộ. Đúng rồi. Và anh đã từng đi Bhutan rồi, anh có thể chia sẻ cái cảm nhận anh về đất nước Bhutan như thế nào? Quá tuyệt vời, không thể nào nói được, quá tuyệt vời. Đó là nếu như mà ai mà thích một cái đất nước mà không có sự bon chen, đi tìm niềm hạnh phúc thì mình sẽ tới Bhutan. Đây như là mình sẽ bỏ xúc xích vào ha. Xúc xích bên Toàn đó là sử dụng xúc xích CP, xúc xích tốt ha. Ủa, chị bỏ vô vậy thôi hả? Đúng rồi, nó đặc biệt lắm, nó chỉ bỏ vào như vậy thôi. Và khoảng bao nhiêu phút là sẽ ra? Tầm 5 phút. Tầm 5 phút ha. Em thì có đợt em đi Miến Điện thì cũng là một cái quốc gia Phật giáo, và em cảm nhận được là người ở Miến Điện á là kết thúc một ngày để làm thì tất cả đều vào chùa, và có nhiều văn hóa mình lâu nay mình chưa cảm nhận được cái những cái quốc gia mà Phật giáo mà dòng nguyên thủy á, thì Bhutan thì so với Miến Điện thì nó đặc sắc hơn hay sao anh? Thực ra Bhutan nó so với Miến Điện nó khác hơn chút xíu, đó là Bhutan là người ta không có nhu cầu để kiếm quá nhiều tiền, và người ta cũng giống như là có được bao nhiêu tiền người ta cũng đưa vào chùa hết. Với lại một cái nữa Bhutan khác hơn so với những nước Miến Điện, đó là ở Bhutan là có luôn cả gọi là hoàng gia của Bhutan là lo cho từng người dân luôn. Đó là giống như là hơi giống như Bác Hồ mình hồi xưa vậy đó, là rất là gần với dân, không có giống như là một vài nước là giữa lãnh đạo cấp cao với lại cấp thấp thì không có gần gũi với nhau. Đó là cái sự khác biệt như vậy. Trong tất cả các quốc gia mà anh đã từng đặt chân đến thì các nước nào mà anh cảm giác anh thú vị nhất và mong muốn là sẽ quay trở lại? Chắc chắn là phải nói là Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên. Quá tuyệt vời. Em thì đi Triều Tiên, nói thật em là một trong những quốc gia mà đi mình cảm giác lo sợ, hồi hộp, nhưng mà cũng rất là thú vị. Bây giờ tất cả các chi tiết nhỏ mà em cảm nhận là Triều Tiên nhớ như... Đúng rồi, vẫn nhớ gì. Bản thân anh cảm nhận quốc gia Triều Tiên có những ưu điểm so với các quốc gia khác? Nói chung là rất là sạch, rất khác so với những gì mà mình thấy trên mạng và những thông tin trên mạng, cũng như là ông đã đi rồi, không biết là khác hoàn toàn đúng không? Hoàn toàn không có giống như những gì mà trên mạng mình thấy được. Ngoài ra nữa đó là con người ở đó cũng giống là nếu như mà nó hơi giống như Bhutan, đó là người ta không cần phải lo tới cái việc mà đi phải làm quá nhiều tiền, tiền sẽ làm áp lực cho con người, cho nên là đó mình nó đã bắt đầu lên này rồi. Wow. Để nó tự động lên này. Đúng rồi, nó tự động sẽ chạy lên. Anh ơi, anh đi Pakistan bao giờ chưa? Chưa. Đó là một đất nước mà Toàn cũng rất là muốn tới trong thời gian tới, đó là Israel. Israel. Quốc gia Toàn là người tài không ạ? Đúng rồi. Anh nghĩ nói một ý mà mình tiếp lời đó là ở Triều Tiên là đủ 18 tuổi là sẽ có việc làm, lập gia đình thì có nhà cửa. Đúng rồi. Và con người dân Triều Tiên thì không có lo cái chuyện đó là phải cố gắng làm để phục vụ bản thân và phục vụ tất cả đều hướng mục tiêu đó phục vụ quốc gia. Đúng rồi. Bản Tôn Ngộ Không sắp sửa ra đời này các bạn ạ. Toàn cũng muốn tạo đây sẽ sắp tới là sẽ một cái trend trào lưu ở Việt Nam mình. Việt Nam mình rất thích những cái trào lưu ăn vặt, thì Toàn cũng mang một cái trào lưu này tới, hy vọng là sẽ cả nước cùng hưởng ứng. Trứng nó bao quanh cái xúc xích luôn. Đúng rồi, nó bao quanh xúc xích luôn. Và một cái nữa rất là hay, tại vì sử dụng cái xúc xích này á, xúc xích đặc biệt ha, thì khi mình ăn á, mình cắn vào á, cái lớp vỏ của nó sẽ rất là giòn, không giống như mình xúc xích thường khi mà mình nướng lên mình cắn vô nó sẽ bị mềm. Đây nó sẽ chạy lên như xúc xích Ngộ Không này, tại thì anh đã biết có ai đã bán ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là chưa có ha. Vậy là anh đọc nhận rồi đó ha. À, cũng hy vọng cũng hy vọng là như vậy. Đây nó sẽ tự động trồi lên như vậy đó. Có nghĩa là khi nào nó chín, nó sẽ sử dụng cái áp lực của không khí nóng. Khi mà đủ chín á, cái hơi nóng sẽ đẩy cái cây xúc xích lên. Em thấy cái khuôn này nó cũng khá đặc biệt, và thì mình nhập vào đâu như là mình tự làm? Nhập ở Đài Loan về. Anh biết là cái chất liệu nó làm là bằng cái gì hay? Trong trọng là gồm cái giống như cái nồi không rỉ, không dính á, cái nồi không dính á. Một cái như vậy thì giá thành bao nhiêu anh? Tại vì bên anh sử dụng toàn bộ là cái nguyên liệu tốt, ví dụ như là bánh mì này, anh cũng sử dụng bánh mì tốt, xong rồi xúc xích anh cũng sử dụng xúc xích CD, cho nên giá thành của một cây mà xúc xích trứng là khoảng 25.000. Để ăn một cây như thế này thì ít nhất là khách đến phải đợi mất 5 phút. Tại sao không làm một cách sẵn hết trước đi? Thì bình thường sẽ làm sẵn nó trước, tại vì hôm nay là cho mình thấy được cái quá trình nó làm, cho nên phải làm từ đầu. Chứ bình thường là sẽ làm chín hết trước, xong rồi sau đó là để vào cho nóng, xong rồi nó sẽ đi ra, là nó sẽ chạy lên mọi người. Đây, nó sẽ chạy lên đó, chín nó tự động sẽ chạy lên. Thao tác vẫn còn là nóng ngóng và bụng về, giống như Phong mà lần đầu đi hẹn hò á. Phải không Phong? Hấp dẫn rồi. Đây, phóng xúc xích. Wow. Giá thành là nãy nói là bao nhiêu bên rồi? Bánh mì xúc xích trứng không, xúc xích với trứng không là 25.000. Bánh mì xúc xích luôn là 30.000. 30.000 một cái. Bánh mì tươi. Bánh mì tươi, bánh mì này là bánh mì khá là ngon nè. Bánh mì tươi. Rồi anh Lê Nguyễn ăn thử anh. Đây là một cái phần xúc xích ngộ không, bao gồm có trứng nè và xúc xích để ở trong, và có bánh mì tươi luôn mọi người. Nếu như mà mọi người ăn cây không này á thì anh Toàn bán với giá là 25.000, còn có thêm bánh mì nữa thì 30.000 đồng đúng không anh? Đúng rồi, 30.000. Và ăn giống như hamburger vậy á. Và hồi xưa mình có đi Đài Loan rồi và mình rất thích ăn ẩm thực đường phố ở Đài Loan. Đây là hơi nóng. Đúng rồi, hơi nóng. Tại vì ăn nóng nó mới ngon. Sao? Hiện giờ thì đang trong cái bữa xế cho nên là đói bụng. Nên là đồ ăn ngon lắm. Cái xúc xích này như thế nào nha, mình sẽ ăn thử cái xúc xích đấy. Thử mà. Cảm giác sao không? Chiều nay 6 giờ tối mình có hẹn tập thể dục. Mà ăn cái này chắc chạy bộ 20 phút quá. Bây giờ mình sẽ quay cái tâm trạng của anh Thành Hoa khi bây giờ nha các bạn. Đây là người đàn ông lúc nào cũng... Mình cảm nhận nha, nếu mà mọi người mà có thể ăn cái này ăn sáng được nè, nó vừa no, mà một cái xích này nhìn rất là nhỏ nhưng mà ăn rất là no nè. Có thêm hai cái trứng đúng không anh? Đúng rồi, hai cái trứng bỏ trong này cho phải là một cái trứng nữa. Cảm giác như thế nào không? Đói bụng lên ăn ngon lắm. Ở trong này á em thích nhất là cái nước sốt, bơ, tương ớt và tương cà, ăn rất là vừa vị. Cứ nghĩ rằng là xúc xích á với trứng thì ăn rất là nhạt nha, nhưng mà có thêm ba cái nước sốt vô thì vừa ăn lắm. Lên á. Sản rất là ngon nữa, đó là trà sữa Hồng Kông. Trà sữa Hồng Kông 100% nhà làm, sữa làm từ sữa THMIL ha. Lâu nay nó trà sữa Đài Loan, trà sữa Hồng Kông. Trà xứ Hồng Kông xuất phát của nó là đến từ nước Anh. Mình thấy cái ly trà sữa này á, hình như có thạch ở phía dưới. Đúng không? Là bỏ quy linh cao. Quy linh cao hả? Đúng rồi. Mình uống thử nha. Đây đây, con uống nha. Không ngọt lắm, em là ngái nó ngọt nhưng mà trà sữa này không có ngọt. Về tập hơi mạnh đó nha. Một chai như thế này thì em bán giá bao nhiêu ạ? Một chai 28.000. 28 à. Chia sẻ với mọi người là anh Toàn á là một người mà đã từng có hầu như là 10 ngày đúng không? 10 ngày anh em mình ở Triều Tiên và cũng có rất là nhiều cảm xúc. Đến Triều Tiên thì có lẽ là sợ nhất là gặp rất là nhiều sự cố, nhưng mà có anh Toàn cho nên mình khá là yên tâm. Và ngày hôm nay thì anh Toàn có cái quán này thì mình có ghé vào ủng hộ một xíu. Nếu mà mọi người có đi ngang qua đây thuận đường á, có thể ghé vào địa chỉ đó là 49 Phạm Đình Hổ, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, để ủng hộ ăn thử cái món xúc xích gọi là ngộ không này nha mọi người. Cảm ơn mọi người.